hai mẹ con ăn cơm với lại lá đu đủ. Dạ. Con trai con biết ăn lá đu đủ không? Biết. Ừ. Là chị tập cho cháu từ nhỏ luôn hả? Dạ, mẹ nó ăn gì nó ăn đấy à. Mà em ăn cơm với gia đình chị luôn. Dạ, chị ăn đi. Dạ. Chị... con ăn cơm với con. Ừ, giỏi, con ăn đi. Em ăn luôn. Dạ, dạ chị ăn đi chị. Gà xin mến chào cả nhà thân thương. Sau 5 ngày Gà Lang Thang ở ẩn thì hôm nay Gà Lang Thang quay lại với lại cả nhà mình và với người nghèo. Gà Lang Thang lên núi để chia sẻ những phần quà yêu thương cho những hoàn cảnh khó khăn. Phía trước cả nhà mình là chị Đánh với lại em Ngọc đang chạy xe chở quà lên núi. Cái con đường này là con đường đá không nè, là mình chạy trên đá không cả nhà. Đường này mình đi mình lấy chớn mình lên chứ mình lên không nổi đâu, đá không à. Đi quá. Ngày nào gà cũng lên núi hết. Trong thời gian gần 4 năm Gà Lang Thang đi làm miệt mài không có ngày nghỉ thì gà đã nghỉ 5 ngày để mình có thời gian mình sắp xếp mình nghỉ ngơi sức khỏe cả nhà. Gà đang chạy là gần núi luôn nè. Ở chỗ này là rừng là rẫy của những người đồng bào dân tộc Rắc Lây, họ sống ở đây. Cái con đường này là mình đi nó rất là mỏi tay cả nhà, chạy xe mỏi tay lắm. Đường tự chế mà. Gà xin chân thành cảm ơn tất cả quý ông bà cô chú anh chị đã gửi lời thăm sức khỏe của gà nha. Tới nơi rồi. Đây chính là cái ngôi nhà Gà Lang Thang muốn chia sẻ với cả nhà mình. Ngôi nhà nằm trên đỉnh núi. Chỗ này có một cái thùng nè, cái thùng đựng nước. Vào tháng mưa có chị đang đứng bên trong. Gà mời cả nhà cùng với gà tìm hiểu cuộc sống của gia đình chị sống trong rừng trong núi nha. Cái ngôi nhà nhỏ kia là cái chuồng gà đó cả nhà. Em chào chị. Chị sống trên núi này một mình hả? Chị sống cho hai mẹ con chị. Rồi con của chị đâu? Con chị đi kiếm bò rồi. Nó chăn bò mướn cho bà dì cô nó. Dạ, đi chăn bò mướn. Chăn bò mướn thì một tháng được bao nhiêu tiền? Cứ một con đó một năm là 800. Một con là một năm 800. Dạ. Mình chăn mấy con chị? Dạ 4 con. 4 con. 4 con là 3.200.000 một năm. Dạ. Dạ. Có lúc đi mướn trước hút thuốc cho ba nó uống á. Cứ uống thuốc vài không mà đi bệnh viện mà cũng không có bệnh gì đâu mà. Hút thuốc bên đông y á. Cứ từng bằng triệu mấy vậy. Chị có mấy người con? Dạ có hai đứa. Hai đứa con? Dạ. Chị cho em hỏi là chị tên gì chị? Chị Mang Thị Đê. Năm nay chị bao nhiêu tuổi? Chị 36 tuổi. 36 tuổi. Dạ. Con của chị lớn chưa chị? Một thằng thì 16 tuổi rồi. Thằng nhỏ hôm nay thì 13 tuổi. Cái đứa mà 16 tuổi thì làm gì? Nó cũng ở nhà, người ta kêu thì nó đi làm, không có kêu thôi. Dạ. Nó cũng ở nhà. Còn chồng của chị là làm công việc gì? Người ta kêu thì đi làm, người ta không kêu thì cũng vậy à. Lên rải phát chờ. Lên lại trên á, dọn chờ, dọn đồ. Hiện tại bây giờ là chồng của chị làm gì chị? Dạ, đi xúc cát. Xúc cát cho người ta? Xúc cát cho người ta, chỗ văn trường á. Đi xúc xa lắm. Dạ. Xúc được một ngày bao nhiêu tiền chị biết không? Có lúc 350, có lúc 400 một ngày á, ăn xe á. Dạ. Xúc cát cũng là một cái công việc rất là nặng nhọc. Nặng lắm, ông rên mệt miết thôi mà ông phải làm, không làm thì ai làm nữa. Có làm cũng mới có tiền y khám. Cứ lao lao một tháng là ông đi xét nghiệm máu á. Đi miết thôi à. Chồng của chị bị bệnh gì? Không biết bệnh gì luôn. Không biết luôn? Đi tay khám, có lúc thì người ta nói bị mắc cơ tim, rồi bị tim, bị tùm lum hết. Bị dạ dày, cứ nói vậy không, cứ dạ dày rồi uống thuốc dạ dày, rồi bao tử, bị HB. Rồi người ta chị đi Sài Gòn á, để chị mượn tiền đi Sài Gòn. Một lần đi 10 triệu, rồi ông đem về có 900 à. Đi hết luôn, đi khám toàn vắt luôn, cũng không có thấy bệnh gì luôn. Là làm bao nhiêu tiền là để dành đi khám bệnh không? Dạ, đi khám bệnh không à, làm không có đủ ăn đó, đi khám bệnh không à. Dạ. Toàn là khám bệnh, không đi làm thì cũng có tiền mà cũng đi mượn. Cũng đi mượn họ, mượn đầu tư bắp á. Làm bao nhiêu rồi trả họ nữa. Họ ăn tiền lãi chứ, họ mới cho mượn. Chị có nhà dưới làng không? Dạ có nhà dưới làng á. Nhà nước cho đó. Không có cho đâu, cho có 5 triệu à. Rồi chị dai được 25 triệu. Rồi chị làm. Lâu chưa chị? Lâu rồi, chắc lúc đó có một thằng lớn à, chắc cũng mười mấy năm rồi á. Rồi chị trả cái tiền mà mình vay chưa? Dạ chưa đâu, chị vay nâng cấp nữa, chị vay thêm nâng cấp nữa, thành 40 rồi. Nhưng mà chưa trả được đồng nào hết? Chưa trả được đồng nào hết. Rồi vay được đó, rồi họ biểu vay rồi mua bò đó, mua bò 15 triệu mà bò chết rồi. Rồi đợt còn y viên bò chết rồi. Rồi bây giờ trắng tay luôn? Trắng tay luôn, không còn con bò được luôn. Tại vì em thấy cái vùng núi xa xôi ở trên khu vực này á là không có cỏ cho con bò nó ăn luôn. Dạ. Mình nuôi con bò nó rất là tội nghiệp cho nó luôn. Bò mà nó yếu nó chết luôn à, không có đồ ăn á. Nên là chị cũng còn con nào đâu. Chị bán hết luôn, lúc đó thì còn 2 con rồi ông bệnh á. Chị bán hết 2 con đó rồi cho ông đi khám bệnh, đi miết luôn à. Tết á, người ta đi ăn Tết đây, 2 vợ chồng đi khám bệnh không à. Đi liên tục luôn. Ngày nào cũng đi hết á. Cứ một lần là đi đông y rồi người ta chạy chỗ nào chạy đi chỗ đó à. Toàn là mượn không à. Chứ ông đâu có làm gì ra tiền. Lúc đó ông bệnh nặng lắm. Bây giờ ông khỏe rồi á. Ông đỡ ông mới đi làm được á. Mấy bữa là chị đi làm chuồng heo. Chị đi làm nuôi heo á. Chắc 1 năm lận mà một tuần ngày có 140 à. Mà một tuần chị lạnh là ông đi hút thuốc rồi. Cứ tuần nào cũng đi hút thuốc hết á. Vậy là hiện tại bây giờ là gia đình của chị là làm bao nhiêu là nuôi bệnh chồng? Dạ, nuôi bệnh. Cả nhà mình cũng thấy là cuộc sống của họ rất là khó khăn. Nhưng mà khi mà bệnh tật xuống á, là bao nhiêu tiền cũng không có đủ hết. Còn mượn thêm nữa chứ. Đi bữa đi bóc nắng 2 triệu. Rồi cho ông đi tái khám nữa. Ông đi khám toàn vắt ở vài á, bệnh viện Phan Rang Sài Gòn này. Ông mới đi từng giờ á. Đi miết luôn à, đi ra nhà cho mà bệnh lắm. Mà cũng đi khám, đi đồ ô, đi xét nghiệm máu, miết luôn à. Cứ tháng là đi xét nghiệm lần, tháng là xét nghiệm lần à. Chị ở trên núi này thì mỗi ngày chị ăn cái gì? Chị ăn trên thịt đủ, có lúc chị hái rồi chị bỏ gạo á. Chị nấu, rồi bây giờ hết trái rồi ăn lá. Hay lá mình luộc. Bây giờ mình ăn lá rồi? Bây giờ ăn lá hết trái luôn rồi. Dạ. Chứ không có tiền mua cá, mua thịt gì ăn hả chị? Có lúc có chứ, lụng điều á. Có thì về nhà mua cá, mua thịt cho mấy đứa nhỏ ăn. Mà lâu lâu à. Chị ở trên núi này bao nhiêu lâu thì chị mới xuống núi một lần? Mấy bữa thì có ong thì ở cả tuần lận. Làm bài bá. Bây giờ không có ong thì 2 mẹ con thì ở. Có lúc 4-5 đêm mới về. Về nhà rồi lên tiếp. Chở nó lên chăn bò á. Nó lên chăn bò cho người ta, bỏ mướn với bà cô bà gì đó. Bà đi Sài Gòn rồi. Chị ơi, cho em hỏi là Em lên trên núi này em thấy người đồng bào dân tộc rất lây bên chị á. Cái mùa này á, em thấy ai cũng ăn lá đu đủ. Mà sao mình không trồng một cái cây khác để mình ăn? Ở trên đây không biết trồng cây gì đâu, toàn là thẻ đủ không à. Mình biết sao, trên đây có mưa mới có rau. Có mưa mới có rau rắc đồ lắm. Có miếng bắp đồ á, miếng bắp với rau dền á. Đủ thứ rau lẫn mà không có mưa là không có rau gì hết, chỉ có cây thẻ đủ thôi. Mùa nắng là chỉ trồng được cây đu đủ thôi. Ừ, cây thẻ đủ thôi. Mà cây thẻ đủ đó mà muốn chết luôn á, tại vì nắng nè. Dạ. Chị ăn cái lá đu đủ là bao nhiêu năm rồi? Cũng ăn cũng hơi lâu rồi, ăn biết thôi à. Không biết chừng nào mà ngăn đâu, biết sao nó có cái gì ăn đâu. Về nhà mới có tiền là mình mua cà, mình mua đồ á, mình lên đây mình nấu. Chứ không có về thì ăn thẻ đủ biết thôi. Dạ. Sao chị không về làng, chị ở dưới làng rồi mình đi làm mướn cho người ta mà mình lên trên núi xa vậy chị? Mấy hôm á thì mùa giống giống á chị ở nhà, chị bẻ bắp giống giống. Bắp giống giống như làm bài bả lai dưa đồ á, người ta kêu gì mình làm cái nấy à. Còn mấy hôm chị cũng lên rãi đó, ông lên mình ổng à. Tại vì chị ở nhà chị làm chuồng heo. Còn bây giờ ổng hết nuôi rồi. Hết nuôi rồi mình lên rãi đó. Mình đi làm chuồng heo mướn cho người ta hả? Dạ, làm chuồng heo mướn. Dạ. Bây giờ là mình ở dưới làng không biết làm gì. Không có biết làm gì. Mấy hôm thì làm hột điều. Hột điều thì lâu quá. Lâu có ăn quá, thà lên đây đậm phân cho rồi. Nhanh. Lên đây lượm phân bò. Mà lượm cũng hết phân luôn rồi. Người ta lượm nhiều quá. Chị sống trên núi này là bao nhiêu năm rồi chị? Sống cũng lâu rồi, lúc mà mẹ để thằng lớn á. Sống chắc cỡ mấy năm rồi, từ ngày phát rải là ở đây luôn à. Dạ. Chủ yếu là người đồng bào dân tộc Rắc Lây bên chị. Lên trên núi ở là để giữ cây me, dạ, cây điều. Cây điều, cây me. Lượm phân bò. Làm mấy thứ đó không có gì làm đâu. Tao mùa dưa là người ta kêu đi lai dưa là chị đi lai dưa. Dạ. Còn mùa này thì không có gì làm, phải chở thằng nhỏ đi chăn bò. Chị là dân Ninh Thuận. Chị thấy nắng Ninh Thuận mình chị có sợ? Sợ bạn làm chứ. Nắng mà làm dưa có lúc người ta tụi cứ áp người ta xỉu luôn á. Dạ. Bạn làm. Mà bao nhiêu người ta làm được mình phải làm được chứ. Em là dân Ninh Thuận nhưng mà em thấy cái nắng gắt ở quê hương của mình á. Nắng đó. Nắng mà mình đi tầm khoảng 500 m là mình muốn xỉu luôn. Đúng rồi. Nó nhức cái đầu mình luôn á. Như mấy chị làm nông đây, mấy chị đi không có lậu mà sao mấy em đi nào. Dạ. Ở đây á, là mùa mưa á, thì mình mới trồng trọt được. Mùa nắng á, là đất mình bỏ trống thôi chị. Đúng rồi. Một vụ á, làm có một lần à. Chờ mùa mưa tới mới làm. Mình ăn nước mưa mà. Dạ. Mùa mưa thì chị trồng bắp hay trồng cái gì? Trồng bắp, chị đến năm nay là chị trồng đậu giáng. Trồng bắp như đậu giáng luôn. Mấy năm thì chị trồng bắp không à, đậu giáng rẻ quá. Hai thì không có đủ tiền công. Tiền đồ công mình hái á, không phải là kêu công đâu. Như công mình hái rồi mình đập á. Trồng bắp là chị mua giống của người ta hả? Mua giống, đầu tư mình mua giống rồi mình làm. Chị cho em hỏi là mỗi lần á mà chị mua giống á với lại mua thuốc luôn là khoảng bao nhiêu tiền? Ủa, tốn lắm, chắc nhiều lắm, chị không có tính đâu mà chắc nhiều lắm, năm nào cũng mượn 20 triệu vậy. Dạ. Cứ năm là 20 triệu, năm 20 triệu mà làm đủ trả họ luôn à. 20 triệu như lại mình làm. Có lúc có thì đủ, có lúc không có thì không có đủ đâu. Dạ. Có lúc mưa ngon á là mình thu được. Như tiền lãi nữa 30.000, có 1 triệu á. 1 triệu là 30.000. Ừ, 30.000. 10 triệu là 300.000. Ừ. 20 triệu là 600.000 một tháng. Dạ. 600.000 đối với người nghèo nó rất là lớn cả nhà. Đúng rồi. Như đâu có phải 20 không đâu, có lúc mượn ở vài nữa rồi dắt ông đi khám nữa. Dạ. Dạ, mượn ở vài nhiều lắm. Từ ngày mà ông bệnh là hiện tại luôn chứ đất nữa luôn á. Ừ. Gà Lang Thang thấy bà con ở trên núi này á, năm nào mùa nào cũng vậy cả nhà. Mỗi lần mà làm bắp á, là thiếu nợ. Dạ. Thiếu nợ rất là nhiều. Rồi mình không có tiền mình trả. Rồi cái tiền lãi nó lên, nó nhân lên. Càng ngày mình càng nợ. Dạ. Nếu như mà mình không làm thì mình không có ăn. Đúng rồi. Mình không có mượn người ta trước để ăn. Dạ. Gà Lang Thang cũng có cái ý kiến như thế này. Gà chia sẻ với cả nhà mình. Gà cũng muốn là tới cái mùa mà mưa á, mình giúp cho bà con cái hạt giống với lại thuốc để họ có thể là trồng trọt. Thì cuộc sống của họ mới phát triển. Chứ năm nào họ cũng đi mua thiếu mua chịu rồi tiền nó nhân lên rồi cứ thiếu nợ miết cả nhà. Thiếu miết thôi à, năm nào cũng vậy hết. Năm nào không có mượn thì tiền đâu mà làm. phải mướn họ, mà họ cũng cho mướn nhưng mà họ ăn tiền lãi. Chị ơi, như ý của em á, là em muốn giúp đỡ cho bà con mình. Tới tháng mưa á, là em tặng hạt giống cho bà con mình để bà con mình trồng. Dạ. Thì chị cảm thấy như thế nào? Ồ, chắc lúc đó mấy chị mừng lắm á. Biết sao không, giống thì giống mắt nữa. Ừ, em mà có tặng thì chắc mấy chị chắc cảm ơn không hết luôn á. Cảm ơn nhiệt tình luôn á. Dạ. Biết sao không, giống mắt lắm. Giống thuốc con mắt nữa em à. Tiền thuốc không là đã hết nữa rồi. Rồi tiền giống nữa. Nhưng mình làm nữa, công mình làm nữa rồi. Mình mua đồ thức ăn đồ á. Mình lên mình làm á. Có lúc con làm còn mình phải mượn tiền đi chợ cho con ăn nữa. Cho mình làm không nói gì mình làm nở. Nếu như bản thân của chị á, chị đi mua hạt giống á, thì chắc chắn nó sẽ nhiều tiền hơn là em đi mua. À. Tại vì nếu như em đi mua, em sẽ mua dưới thành phố lên. À. Và em mua một cái số lượng lớn thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. À. Để tặng cho bà con mình. Chắc em đi mua nhiều là chắc vậy á. Còn mấy chị mua lần. Có lúc mua thì mua lần lần á. Có lúc có tiền thì mua 5 kg. Rồi cũng có nữa đi mua 5 kg nữa. Mua lần lần á, mua lần thì mua không nở. Tới mua rồi mượn tiền rồi đi mua thuốc. Tối là chị ngủ ở đây hả? Chị ngủ trên giường đây. Hai mẹ con ngủ ở đây? Hai mẹ con ngủ đây. Dạ. Chị ơi, chị cho em hỏi là lúc trước á, là chị có xuống nhận đèn năng lượng mặt trời của em phải không? Có, chị có xuống nhận. Cái đèn nó sáng không? Sáng rõ luôn à. Có cái đèn đó mà ăn cơm ăn đồ thoải mái luôn, không có sợ con rắn con gì nữa. Cho mấy hôm cái đèn cày á, đèn nhỏ á, đèn chị mua á, chị sợ từng gì chừng nào ngủ mới ai lận. Cái đèn nào chị cho em coi được không? Cái đèn trắng dịch này. Đèn hột dịch này hả? Dạ. Dạ. Là mười mấy năm chị sống trên rừng trên núi là chị sử dụng cái đèn này. Sử dụng cái đèn này với cái đèn pin. Đèn pin nữa. Ừ. Bây giờ là chỉ có cái ánh sáng rồi là mình rất là vui mừng. Dạ, mừng chứ. Lâu lâu có cái đèn đó mừng, mấy hôm thì đèn đây không à. Chị thích đèn đây không à, thích đèn dầu không à. Chị cho em hỏi là từ ngày á, mà em đến đây thì chị nhìn thấy những cái căn chòi của những người đồng bào Rắc Lây bên chị á. Dạ. Là chị thấy nó sáng hết không? Thấy sáng hết luôn à. Canh đêm á, ngủ á, dùm ba bên tay cũng thấy, bên kia cũng thấy đèn không à. Nhưng mấy hôm dùm không biết ai ở rãi đâu. Ở rãi về cũng không biết, không thấy đèn á. Thấy sáng hết núi luôn phải không chị? Bữa nay thấy sáng hết luôn à. Bà con mình có chia sẻ cái gì với chị không? Bà con nói thì cũng nhờ có gà hỗ trợ cái đèn á mà mình mới có đèn sáng. Dạ. Mừng từng gì à. Bữa nay á, vào ban đêm á, là em đi lên núi này á, em chạy xe mà ngang qua cái chỗ nào em cũng nhìn thấy có ánh sáng hết. Dạ. Nhiều khi mình đi á, mà mình thấy không có ánh sáng, mình đâu có nhìn thấy cái chòi của họ đâu. Dạ. Có cái ánh không sáng thì mình đó, thấy. Đây có đèn rồi đi đâu cũng thấy hết á. Dạ. Đi qua chòi nào cũng thấy đèn hết á. Dạ. Mấy hôm thì không thấy đâu. Người ta ở lại cũng mình cũng không biết, người ta về mình cũng không biết. Đâu có thấy đèn đâu mà biết. Dạ. Vô tới chỗ mới thấy đèn là biết người ở lại. Dạ. Còn không là không có biết. Gà Lang Thang đã mang lên trên núi này á, mang ánh sáng đến cho người nghèo là 100 mấy chục cái rồi. Dạ. Tặng cho bà con. Dạ. Nghèo đi đâu núi cũng thấy đèn hết á. Cũng nghe người ta nói nhờ Gà Lang Thang nó tặng cái đèn năng lượng. Nói ở nhà cũng có. Nhiều người nói thì có người cũng chưa có đâu. Như trời ông già chưa có đâu. Em sẽ tặng cho tất cả những người đồng bào dân tộc Rắc Lây bên chị. Dạ. Những hoàn cảnh khó khăn sẽ có ánh sáng vào ban đêm. Dạ. Nhà nào cũng có hết. Dạ. Em muốn thắp sáng cái tình yêu thương của tất cả quý ông bà cô chú anh chị mạnh thường quân. Dạ. Muốn trao gửi tặng cho bà con nghèo mình trên núi. Dạ. Ánh sáng vào ban đêm á, giống như là cái đôi mắt của mình. Nếu như mà mình không có nhìn thấy á, thì sợ con rắn nó vô nhà. Đúng đó chị là. Như lúc chị mà chưa có đèn á, chị mà đi về nhà ở là về nhà là thấy lao lao gì á, thấy con gì không, con bồ cặp chứ con á, nó nằm ở dưới chiếu. Còn đây có điện rồi là mình thả lỏng vậy, lúc mình vô đại nữa không thấy gì hết. Dạ. Nhà có đèn sáng á. Dạ. Nó sợ. Đôi khi là những cái con vật như rắn đồ á, là nó thấy ánh sáng, nó nghĩ là trong nhà trong đây có con người á. Dạ. Nó không dám vô. Dạ, chắc vậy á. Mà lúc đó là chị chưa có đèn á, chị vô là chị sợ, chị treo đồ á, con rắn nó nằm cái đồ luôn à. Dạ. Còn bây giờ là chị bỏ vô bao đó cũng có luôn. Bây giờ chị bỏ vô rồi chị không có thấy gì nữa, tại nó có ánh sáng rồi á. Dạ. Mấy hôm thì có đèn không, nó có rắn nhiều lắm. Bây giờ có đèn rồi hết thấy rắn nữa. Ở trên núi này á, bà con nghèo á, họ rất là cần cái đèn năng lượng mặt trời cả nhà. Dạ. Nếu như mà có ánh sáng vào ban đêm á, thì cuộc sống của họ đỡ biết bao nhiêu. Dạ đúng rồi. Chị ơi, chị ăn lá đu đủ đâu chị cho em coi thử đi. Dạ, chị chưa nhắc xuống. Đây là cái món ăn mà chị thường xuyên ăn luôn hả? Dạ, có lúc chị về là chị cũng có mua đồ rau rắc đồ chị nấu. Mà chị không có về là chị ăn món đây không à? Dạ. Mình về làng thì mình mua cá, mua thịt, mua rau với làng ăn. Dạ, mua rau với làng ăn. Nhưng mình hay rau miền Bắc ở dưới làng á, mình đi dạo á. Dạ. Dạo rải người ta dưới đó, rồi có bờ mương đó. Là có rau, có rắc đồ mình ăn. Còn lên rải là không có cái gì ăn, ăn có đủ. Chị ăn cơm chưa? Rồi thằng bé đâu? Nó đi đâu rồi, nãy nó chạy đi đâu rồi? Kêu thằng bé cho ăn cơm đi chị. Vâng. 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 Cái cửa sổ này là không có cái chỗ để đầy lại nha cả nhà. Chỉ làm cho nó mát thôi. Trời mưa thì nước nó sẽ tạt vô trong. Cả nhà mình cũng nhìn thấy cái ngôi nhà của chị là những cái tấm tôn nó rỉ sét hết rồi. Nó sét nó hư hết rồi. Và nhìn thấy ánh sáng nó chiếu vô trong á. Nếu như mà mưa lớn là nó sẽ tạt cả nhà. Còn đây chính là cái đèn năng lượng mặt trời mà quý ông bà cô chú anh chị mình Thường Quân tặng cho bà con ở trên núi nè. Họ tự lắp đặt lên luôn á. Nóng quá. Còn nóng y viên luôn à. Hai mẹ con ăn cơm với lại lá đu đủ. Dạ. Con trai con biết ăn lá đu đủ không? Ừ. Là chị tập cho cháu từ nhỏ luôn hả? Dạ, mẹ nó ăn gì nó ăn đấy à. Mời em ăn cơm với gia đình chị luôn. Dạ chị ăn đi. Chị... Ừ, giỏi, con ăn đi. Em ăn luôn. Dạ, dạ chị ăn đi chị. Ăn lá đu đủ chấm muối ớt thôi cả nhà. Dạ. Cả nhà mình cũng thấy là cháu trai á không có cái gì ăn, có cái gì ăn cái nấy. Dạ. Ôm nhơm à. Bé trai này là 13 tuổi hả chị? Dạ 13 tuổi. Hiện tại bây giờ là đi chăn bò mướn cho người ta. Dạ. Một năm là 3 triệu 2. Đắng không con trai? Không. Không đắng. Vậy là quen rồi. Quen ăn rồi. Chị ăn chị thấy đắng không? Quen rồi ăn biết rồi. Chị ăn xong rồi ở nhà là chị luộc chị lấy nước chị hút nữa. Lấy nước uống nữa? Dạ. Chồng chị cũng uống nhưng lại uống thuốc cai bạc hà. Bữa nay ông hết uống thuốc tây rồi, ông đi khám vậy là ông lấy thuốc về ông uống đâu, ông uống thuốc bạc hà không à? Dạ. Dạ. Ông uống vô bà tự ông chịu không nở. Cây bạc hà núi hả? Dạ. Như chị nhức chân chị uống cũng đó cũng bớt. Dạ. Ừ. Là lao ông đi lấy một bao về là sắc để dành uống. Con trai, con cho chú hỏi là con thích ăn cái gì nhất? Thức bật đập. Canh. Ăn canh gì? Cải. Ăn canh cải là con thích ăn nhất. Bao nhiêu lâu thì chị mới mua canh cải cho cháu ăn? Là chị về là chị mua rau canh cải cho nó ăn. Nó nói nó thích ăn canh cải. Dạ. Mai hôm thì nó thích ăn miếng bắp. Nó ngắn rồi sao nó ăn canh cải nữa. Dạ. Nó nói nó thèm canh đó nữa. Chị về làng chị cũng mua chứ. Chị bán hột điều đó. Bán hột điều là chị mua cái đó. Chị mua chút chả nữa chị bỏ vô. Năm này là hột điều là mất mùa phải không chị? Mất mùa, mất hết luôn. Như đám đây mấy bữa giờ bán được có mấy trăm à. Tại vì không có trái á. Năm này là hạn cả nhà. Nước, suối nó khô hết luôn. Khô hết luôn. Nước của chúng ta cũng gần khô luôn rồi. Mai hôm là nước gần lắm. Bây giờ cạn rồi. Hiện tại bây giờ á, là thời tiết nó rất là nóng luôn. Dạ. Gà si đón á, tầm khoảng 45 độ chứ không có dưới nha cả nhà. Dạ. Tại vì nó rất là nóng. Nóng quá. Mình nhìn lên rừng lên núi á, là cây nó khô hết lá luôn. Nó không còn lá nữa. Dạ. Cây lá đu đủ á. Mới lần đầu á, mình ăn á, mình thấy nó rất là đắng cả nhà. Dạ, đắng lắm. Ăn khét nguyên viên luôn à. Có lúc chị hay lát phải uống sắp nữa. Chị ăn. Khi mà mình ăn quen rồi á, là mình ngửi được cái mùi của cái lá đu đủ. Dạ. Là mình ăn mình ghiền. Dạ là không có mình cũng thèm chứ. Như mình ở nhà. Mình ở nhà mình đi làm dân ta. Không có thì mình thèm rồi mình thấy rồi mình xin. Mình về ăn. Em mới ăn nhưng mà em cũng ghiền, cũng thèm luôn. Dạ. Lâu đi lai dưa đồ đó. Không có là mình xin cho họ. Còn họ cũng cho à, họ cho trái nữa, cho lá nữa. Chị ơi, hôm nay chị dắt cháu về làng được không chị? Dù chị định về. Em có một cái món quà nhỏ nhỏ muốn tặng cho chị. Để chị xuống dưới làng chị mua canh cải rồi mua thêm một miếng thịt nấu cho cháu ăn nha. Dạ. Hôm hai mẹ con nói là nó thì chiều về. Chiều về rồi mai lên lại. Mà nó không thích ở lại nữa đâu. Nó thích về. Mà nghĩ đi ra đi vô tiền xăng đâu mà đi. Có lúc có hụt đường thì có tiền xăng. Có lúc không có thì không có tiền xăng thì ở lại. Ươm. Con trai, con cho chú hỏi là con có mơ ước gì không con? Có. Con mơ ước cái gì? Con mơ ước cái gì con nói lớn cho chú nghe được không? Có tiền chữa bệnh cho ba con. Con ước có tiền chữa bệnh cho ba con. Dạ. Ba của cháu hiện tại bây giờ là mắc một cái căn bệnh gì không có biết cả nhà. Là cứ làm bao nhiêu tiền là đi bệnh viện thôi. Còn chị có mong ước gì trong cuộc sống không chị? Chị cũng vậy à. Chị ước gì có tiền để trị bệnh. Sao chị lại khóc? Chị có thể là chia sẻ với em được không? Chị không biết phải sao nữa. Đi làm biết cũng không có đủ tiền khi bệnh. Cuộc sống của họ rất là khó khăn rồi. Nhưng mà khi bệnh tật là không có đủ sống luôn cả nhà. Cái lá đu đủ á, nó rất là đắng. Không phải ai cũng ăn được đâu nha cả nhà. Mình ăn lá đu đủ mình chấm muối ớt. Đó gọi là ngậm đắng nuốt cay. Tại vì ớt á, là mình phải đâm thiệt là cay thì mình mới nuốt được cái lá đu đủ đắng như vậy. Ở trên núi này á, mùa khô hạn này á, mình bắt buộc là phải ăn cái lá đu đủ. Tại vì những cái cây rau khác nó không có. Nếu như mình không ăn là mình sẽ chết. Ăn là để sống chứ không phải sống để ăn. Ăn cứ lại cho. Chị ăn cơm mà chị rơi nước mắt. Có bao giờ chị suy nghĩ là mình sẽ thoát ra khỏi cái khu rừng này, mình đi lên thành phố mình xin việc làm để mình làm không chị? Có lúc chị cũng muốn đi mà chồng chị nói đi con về nữa ông bệnh á, mà con về rồi đi ra vô nước họ chữ đi làm chúng ta phải làm hết tháng chứ. Dạ. Làm lỡ cỡ ai cho tiền. Chị có biết chữ không? Không, chị không biết chữ đâu. Chồng của chị biết không? Chồng chị biết. Chị không có học. hai đứa con của chị là nghỉ học hết rồi hả? Nghỉ học hết rồi, thằng lớn học, nó học được lớp 8 á. Sau này nó nghỉ. Sao chị không cho cháu đi học nữa? Không có điều kiện cho nó đi học nào. Nó đi học nó đòi xe đạp điện, đòi đồ tiền nó không tỷ thì mua. Có chiếc xe đạp mà cái ông thầy cho, ông thầy trưởng á. Ông cho cái thằng nhỏ ra đi rồi hư có tiền sửa được bao nhiêu vậy. Rồi hết nó đòi sửa không có tiền sửa rồi cho nó nghỉ học luôn. Đi học xa không chị? Đi học trường Bất An á. Từ ngay chỗ nhà chị đi ra chỗ trường học xa không? Xa, đi hơi xa, cũng xa. Đi từ nhà tới trường, tới Phước An lận. Em không có biết chỗ đó à. Nhưng mà từ nhà của chị đi ra tới trường khoảng bao nhiêu phút? Chắc là nửa tiếng đồng hồ á. Đi bộ hả? Đi xe chứ. Đi xe nửa tiếng? Đi xe nửa tiếng. Nhưng mà đi học trên đây thì gần, mấy đứa nhỏ cũng nó học ở dưới. Học ở dưới đó là nó đi bộ nên xa nó không chịu học. Đi xe mà nửa tiếng, đi bộ chắc là 2 tiếng quá. Dạ. Rồi sau này nó không chịu học nữa, với mẹ con nghỉ đi. Con nghỉ chăn bò. Rồi nó sẽ thôi nghỉ đi, chưa học thì bà bệnh miết. Xong đi học. Ông mới đòi đi khám bệnh nữa, chị nói thôi khỏi đi khám nữa đi, đi khám cũng biết bệnh gì. Mà không có tiền đi khám nữa. Đi biết mà không biết bệnh gì luôn. Dạ. Đi mà bò mấy đứa nhỏ con à, còn bắn luôn à, bắn hết luôn. Hiện tại là nợ lũ bù luôn à, mà bệnh chưa hết mà nợ còn. Cuối cùng là mình trắng tay. Dạ, cuối cùng còn cái gì hết, còn thứ gì hết. Chị ơi, ở đây mình đi lấy nước, mình sinh hoạt á, đi lấy ở đâu? Lấy dưới suối à. Xa không? Dưới đó cũng gần à. Nước có sạch không chị? Giờ nó bỏ uống nữa, người uống nữa. Nói chung luôn à. Mấy hôm thì nước còn nhiều lắm, bây giờ ít là khô rồi, nắng nữa. Khô rồi. Cái nước uống á, là chị chở dưới làng hay là chị lấy nước ở đây mình uống luôn? Chị có về là chị chở nước làng uống. Còn chị về chị uống thí đại, chị múc để cho nó trong rồi chị uống. Dạ à. Tí nữa chị dắt em đi lấy nước nha. Dạ. Lên trên núi này ở Gà Lang Thang thấy bà con nghèo á, họ sống cuộc sống rất là khó khăn, bệnh tật rất là nhiều. Mình làm á là mình ăn không có đủ chất mà mình làm cực khổ cả nhà. Ngày nào mình cũng làm quá sức lao động của mình để mình kiếm tiền mua gạo ăn, cộng thêm bệnh tật nữa phải chữa bệnh. Nhưng mà mình không có tiền á, là mình đi khám bệnh không có chính xác, không đúng có biết rồi. Bệnh gì hết mình thì cứ... mình chỉ biết uống thuốc giảm đau, càng ngày dạ. Bệnh càng nặng thêm. Mình đi khám bác sĩ tư thì mình không có tiền, đi bác sĩ á, bác sĩ riêng á, còn đi bác sĩ kia thì khám đâu có thấy những bệnh gì đâu. Cái cho thuốc bị múc thuốc dạ dày mà nó có phải dạ dày đâu mà uống mà không có hết, càng uống thì càng bị bao tử thêm luôn à. Bây giờ chị sẽ đi lấy nước cả nhà. Và muốn chia sẻ với cả nhà mình á, là cái nguồn nước sinh hoạt hàng ngày của họ như thế nào, họ lấy ở đâu. Mùa nắng này á, là ít có chỗ có nước lắm. Từ đây xuống chỗ suối xa không chị? Cũng gần đây à. Mà chỗ suối đây á, nước đây mà mình hốt nữa là chắc nước nhiều lắm. Do bò uống nữa đó. Dạ. Do bò vô rồi không có ai hốt, không có ai cào cái bồn ra. Dạ. Thành ra nó hơi mùi bùn lắm. Cái nguồn nước này là chị lấy để làm gì? Có lúc chị ở lại không có nước uống thì chị cũng uống luôn à. Chị múc để lâu nó cũng hết hơi à. Mà nó trong lắm, mà nó hơi mùi xình lắm. Rửa son, rửa chén, nấu ăn đồ đó. Rồi thì tắm ở đây là tắm ở đâu? Tắm ở đây luôn, mình múc ra mình tắm. Dạ. Tắm giặt đồ, giặt quần, giặt áo cũng trong đó luôn à. Chị tắm ở đây nó ngứa không? Ngứa chứ. Lúc đây nó cũng ngứa lắm. Lúc đây ngứa, có lúc mình thịnh xiên, mình nấu, mình uống. Có lúc không xiên thì uống vậy luôn à. Gà thấy là con chó, con bò, con dê đồ nó xuống đây nó uống, dạ, nước uống. Nó rất là độc cả nhà. Dạ, uống chung luôn. Trời ơi sao mà đục chứ vậy? Dạ, không có trong đây lại. Nước ở đây á, thì gà thấy nó cũng trong, nhưng mà bên dưới là bùn non rất là nhiều cả nhà. Thì đây chắc người ta mới hút đất ra, không là nó cũng dơ lắm. Em ngồi đây á, mà em nghe được cái mùi là cái lá cây ủ nó có cái mùi hôi á chị. Dạ. Thôi lắm, uống nước đây múc uống không được ra nhiều, uống nó nặng bụng lắm. Con múc nhẹ nhẹ thôi con trai, nó lóng cái bùn lên kìa. Múc nhẹ nhẹ. Ở đây á là thức ăn đã thiếu thốn rồi, nhưng mà cái nguồn nước nó cũng rất là quan trọng trong cuộc sống. Mùa khô hạn là mình kiếm nước rất là khó cả nhà. Có khi nào cái lỗ nước này nó cạn luôn không chị? Dạ không đâu, mình nước đây nó còn dai lắm, nó không có cạn đâu, nó còn biết luôn à. Từ trước tới giờ Gà Lang Thang đến đây á, là mình cảm thấy cái nguồn nước này là nó ô nhiễm nhất nha cả nhà. Tại vì nó có cái mùi. Cái vùng đất chỗ này á là nó có mùi cả nhà, mùi bùn á. Cả nhà mình cũng nhìn lên phía trước á, là thấy á, đất của họ toàn là đá không à. Nên là mình trồng trọt cây cối á, nó phát triển chậm hơn là những cái chỗ mà không có đá. Nổi không con trai? Nắng mà trên mảnh đất là không còn nhìn thấy một cây cỏ luôn. Chỉ có những cái cây nào mà chịu khô hạn thì mình mới nhìn thấy nó tồn tại thôi. Cái ngôi nhà của chị toàn bộ là đều bằng ton hết. Nên là mùa nắng nóng này nó rất là nóng. Chị ơi, bữa nào em hỗ trợ em giúp đỡ cho chị đào một cái giếng nhỏ nha. Dạ. Chị cảm ơn em, chị mà đào, em mà đào chắc có nước nhiều lắm á. Ở dưới đó không có khô nước đâu, chị có người đào là nó nước còn mãi mãi luôn à. Mà bò nghe nhiều quá, bò nghe nhiều quá thì phải uống chung với bò nghe. Mình phải đào một cái giếng rồi mình có một cái nắp đầy lại. Dạ. Khi nào mà mình múc á, mình mở cái nắp ra. Vậy thì được chứ, mà mình mà đào bò như vậy, bò cũng vô nữa à. Dạ. Bò vô, bò uống, bò gà uống chung hết cho người à. Uống chung cá luôn à. Con bò nó uống còn đỡ, em sợ nó đi phân vô đó. Có lúc nó đáy, nó đổ trong đó luôn á. Cũng mà có lúc không có nước mình phải uống. Như mình không về á, không có nước thì mình phải uống, mình múc, mình để lâu nó hết thơ à. Mình múc liền, uống liền nó hơ lắm. Nếu như mà mình có một cái giếng á, mình đậy nắp lại. Dạ. Cái thứ nhất là con bò nó không có uống được. Dạ. Cái thứ hai á, là lá cây nó không có rớt vô. Dạ. Cái đó đào được không bác thế? Cái lỗ chỗ đó là nhiều người múc lắm phải không chị? Dạ, nói chung là người sông Văn trong đây múc chỗ đó luôn à. Người về đó về đây dò vô hết luôn đây. là một cái giếng nhỏ, nếu như mà mình giúp đỡ cho họ thì rất là nhiều hộ dân đến đây múc nha cả nhà, chứ không phải là gia đình của chị không. Nhiều người lắm, không phải mình gia đình chị đâu. Như trời mưa người ta múc nước xịt đồ đó, người ta cũng vào đây múc. Nước mưa, nước ta xịt có cho nó chất rồi người ta tía đó, người ta cũng múc nước đó. Nắng không chị? Nắng thì đâu cũng cũng mắc mắc mà. Dạ. Tự nhiên trời sập xuống cái trời mát luôn cả nhà. Nhưng mà không biết được bao lâu, nhưng mà khi mà trời mát là khí hậu ở đây có gió, mình cảm thấy nó rất là thoải mái trong người. Nhưng mà trời nắng ở nhà mà nắng mà gió nữa là nó cứ hất vô trong mặt mình, khó chịu lắm cả nhà. Chị ơi, em gửi tặng cho chị cái bánh nè. Chị ăn đi. Dạ. Chị ăn đi, thấy ngon không? Bánh này em mua ở dưới làng á. Dạ. Mời em ăn luôn. Dạ chị ăn đi, chị ăn. Dạ. Chị ăn đi, thử ngon không? Ngọt không? Ngọt. Bánh này là ở trên núi này đâu có ai bán đâu đúng không chị? Dạ, không có ai bán, là xuống làng mới có chỗ mới có bán, có chỗ không có đâu. Dạ. Rất là thương cho những hoàn cảnh nghèo ở trên núi cả nhà. Một bịch bánh như thế này là mình mua cũng bằng ngang ngửa với lại cái bao phân bò, mình lượm một bao hả chị ha? Cắt ở đó, bao phân bò bán trên đây có 15.000, về nhà mới được 20. Dạ. Như thường thường á là chị lượm một ngày là được bao nhiêu bao phân bò? Có lúc được 4 bao, có lúc được 3 bao. Chỗ người ta không kêu lượm á được 3 bao, 4 bao chắc thôi. Còn chỗ người ta lượm rồi đi hai mẹ con đi được 3 bao. 3 bao. À. Rồi mình chở xuống làm mình bán ha, bán trên đây luôn. Bán bà thuộc hả? Dạ. Bà nhất đó. Ở trên núi này hay là dưới làng? Ở trên núi này. Dạ. Chứ mình chở xuống dưới làng là tiền xăng cũng hết. Ừ. Tiền xăng nữa, đi chắc chở xuống nó chở tầm lông tầm la hết. Với lại đi đường đá dốc đường nguy hiểm nữa chị. Nhỏ nữa. Ủa tóc của chị sao vậy? Thì hiện tại người ta đi mua tóc đó rồi chị cắt tự bán. Bán tóc hả? Dạ. Chị quay cho em coi được không? Mắc cỡ. Mắc cỡ quá hả? Đâu cho em coi thử chị. Chị quay qua, quay cái đầu qua em coi thử. Wow. Tóc nó ngắn luôn, chị mở cái đó ra cho em coi được không? Không mắc, mắc cỡ quá hả? Tóc mà ngắn tới gì à? Là lý do tại sao mà chị bán tóc? Chị kẹt tiền á, kẹt tiền chị mua thuốc mua đồ á. Chị cắt chị bán, thay người ta đi mua á. Người ta ra người ta mua tóc á, rồi bán luôn à. Bán bao nhiêu? Dạ có 300.000 à. 300.000. Trước cái lúc đó là tóc chị dài không? Cỡ đây. Dạ, ở dưới lưng này luôn. Dưới nách đây. Mà sao chị để cho người ta cắt mà cắt lởm chởm vậy? Chứ họ cắt mà. Cắt vậy họ mới mua được như đó. Là họ tự lựa tự cắt hả? Ừ, họ tự lựa tự cắt luôn. Rồi chị không có tiền cắt lại hả? Có tiền cắt luôn. Để anh dạy luôn, để cắt cũng xấu lắm, ta để anh dạy luôn. Dạ. Dạ. Tóc của chị mà nó lởm chởm luôn cả nhà. Người ta lựa tóc dài, tóc đẹp người ta cắt. Rồi cắt một lởm chính giữa luôn. Cắt lởm chính giữa, cắt chỗ nào tóc đẹp á, người ta cắt. Tóc ấy người ta để lại. Đây là lần đầu tiên chị bán tóc hay là chị bán nhiều lần rồi? Lần đầu tiên á. Từ ngày ông bệnh á, thấy kẹt quá rồi cũng đi làm chứ mà không có đủ. Rồi thấy người ta ra rồi bán luôn à. Dạ. Cả nhà thấy khổ không? Không có cái gì để trang trải trong cuộc sống nên là cắt tóc của mình đi bán luôn. Vợ cắt tóc để lo cho chồng, chồng bệnh. Gà Lang Thang đã từng trải qua cái cảnh mà mình đói khổ rồi cả nhà. Cả nhà cũng biết là khi mà mình không còn một ngàn nào trong túi á, là cuộc sống mình rất là khó khăn. Thậm chí mà nước uống cũng không có. Ở quê hương của mình có thể là đi lấy nước ở dưới suối được. Nhưng mà mình đến một cái quê hương khác á, của người khác, là mình bắt buộc là phải mua hết tất cả mọi thứ. Rất là khổ. Tại vì em đã từng trải qua những cái cảnh đó rồi, nên là em hiểu cuộc sống của người nghèo. Khi mà gặp khó khăn trong cuộc sống, có khi nào mà chị gặp khó khăn mà cơm gạo không có để ăn? Có lúc cũng có chứ, mà đi mượn mấy người gần nhà, mình đi mượn chứ đường cùng rồi mình phải đi mượn chứ. Mượn người ta có cho không? Cho, có cho mà, mượn người ta cho. Như mình mượn ký 2 ký đó rồi người ta cho hết á. Rồi mình mang về mình ăn cơm không vậy hả? Thì có mắm, ăn mắm, có xì dầu vậy đó. Còn không thì cũng ăn thịt đu vậy à. Thịt đu ở nhà á. Ở dưới làng cũng trồng cây đu đủ nữa. Có, ở nhà có 2 cây á. Ở nhà trồng 2 cây. Có khi nào chiều nay mưa không chị? Cũng không biết được, cũng không đoán được nữa. Bữa giờ ở đây có mưa không? Dạ không đâu, không mưa cây nào đâu. Toàn là nắng không à. Em thấy trời mát mát nè, có khi mưa đó. Cả cho nó mưa mà không có mưa đó. Em cũng mong là ông trời nghe được cái nỗi lòng của người nghèo mình. Cho vài cơn mưa xuống để cho nó mát trời mát đất, cây cối có mình trồng trọt. Dạ. Mưa xuống là ở trong rừng đó, rau nó mọc lên phải không chị? Có rau mọc, rau miếng Bắc mọc là rau dần dần á, nó mọc đầy lắm. Đầy suối như đấy, cái rau gì á, cái rau mà nó mọc ngoài suối ăn cũng được, mà rau đó mưa mới có. Dạ. Trời nắng vậy là không có đâu. Tại vì em tìm hiểu những cái cây rau mà chị nói á, là hiện tại bây giờ á, là cái thân cây của nó rất là to, nhưng mà nó chỉ còn cái thân cây thôi. Phải đợi mưa xuống có nước thì nó mới nứt lá ra. Đúng rồi. Nó chỉ cần có 1 cây mưa, 2 cây mưa là nó nứt ha. Dạ. Tại vì nó còn cái rễ nó còn á, mà nắng quá mẹ sao. Thương cho những hoàn cảnh nghèo khó khăn. Chị có thể là cho em xem cái tóc của chị lại một lần nữa được không? Xem. Chị ngại cả nhà. Chị mở cái đó ra đi chị. Gà muốn chia sẻ với cả nhà mình một lần nữa để cả nhà mình thấy rõ hơn là chị bán tóc để lo cho chồng mình. Ngay chỗ chính giữa là người ta cắt một lõm cả nhà. Người ta cạo nạo vậy á. Nhìn cái tóc của chị là nó bị tổn thương á. Rất là thương cho hoàn cảnh của chị. Không biết có quý ông bà cô chú anh chị đang xem qua cái màn ảnh nhỏ của Gà có lâm vào cái cảnh mà mình đói khổ, mình cắt tóc mình bán hay không. Ở trên núi này thì Gà đã gặp 2 hoàn cảnh như thế rồi. Cũng có một cô, cuộc sống của cô rất là khó khăn, nên là cô cắt cái tóc của mình đi bán để đổi lấy gạo, rồi mang lên trên núi sống cả nhà. Hôm nay Gà Lang Thang lại đưa cả nhà mình đi lên trên rừng trên núi để tìm hiểu những hoàn cảnh khó khăn. Gia đình của chị á, là sống trên rừng trên núi. Chị với lại cháu á, là lên trên núi. Chị là đi lượm cái hạt điều cả nhà, với lại lượm phân bò để kiếm tiền trang trải cuộc sống hàng ngày. Còn cháu á, là đi chăn bò mướn cho người ta, 1 năm là 3.200.000 đồng. Chồng của chị á, là ở dưới làng, đi xúc cát mướn cho người ta cả nhà. Chồng của chị là bị bệnh rất là nặng. Cả gia đình đi làm á, quẩn bao nhiêu tiền á, là mình gom góp lại để chữa bệnh cho chồng của chị. Nhưng mà không biết chồng của chị bị bệnh gì, cứ uống thuốc mãi nhưng mà không có hết cả nhà. Rất là thương cho những hoàn cảnh khó khăn. Gà Lang Thang á, là đã đi lên trên rừng trên núi đây á, một cái vùng núi xa xôi. Mình đến đây thực tế thì mình mới thấy cuộc sống của họ. Như mỗi ngày á, Gà lên ngày hôm nay Gà thấy gia đình của chị là ăn cái lá đu đủ. Chị có cá cơm khô của Gà Lang Thang tặng cho chị, nhưng mà chị để dành để bữa sau là mình ăn. Bữa ăn bữa nghỉ phải không chị? Dạ, ăn không dành nữa, để dành ăn ngày sau nữa, bữa sau nữa. Với lại cái nguồn nước của chị á, mà chị đi lấy để sinh hoạt hàng ngày, như là chị nấu cơm nè, rồi rửa chén nè, rồi tắm giặt cả nhà, thì Gà thấy cái nguồn nước á, nó rất là ô nhiễm. Tại vì lá cây nó rớt xuống á, là nó tụ lại lâu ngày nó sẽ có cái mùi hôi. Với lại con bò, con dê, con gà đồ nó tới đó nó uống nước chung. Và những cái con thú vật á, ở trên núi á, là nó khô hạn hết, nó sẽ về cái chỗ nào mà có nước để nó uống cả nhà. Đặc biệt là con bò, khi mà nó uống nước á, là nó đáy ở dưới nước luôn cả nhà. Rồi nó đi phân ở dưới nữa thì nó rất là ô nhiễm cái nguồn nước. Khi mà gà đến tận nơi tận chỗ thì gà thấy á, là nó có cái mùi hôi nó rất là khó chịu cả nhà. Mình đã khổ đã nghèo rồi mà mình ăn uống không có sạch sẽ thì cái cuộc sống của mình bệnh tật, không có tiền để chữa trị luôn. Rất là thương cho những hoàn cảnh khó khăn ở trên rừng trên núi. Gà lang thang đã đi đến những cái vùng núi xa xôi, rất là nhiều hoàn cảnh như vậy. Mình thấy rất là xót xa, rất là thương. Hôm nay gà lang thang có mang á, là một cái bao gạo 10kg, một cái thùng mì tôm gà lang thang có bỏ trong cái bọc nè. Em gửi cho chị là một bịch cá cơm khô nữa nha. Cảm ơn gà lang thang, cảm ơn em. Đây, cho con trai nè. Muối, xì dầu, nước mắm. Cái này là bột ngọt nè. Dạ, cảm ơn em. Đường cho con nè. Ừ. Cái này là cái gì con biết không? Dầu ăn. Dạ, dầu ăn. Bé trai này á, rất là dễ thương cả nhà. Dạ, đẹp trai nữa. Con là con học lớp 7 con nghỉ phải không? Dạ. Tại vì ba cô bé là bệnh quá. Gia đình cũng khó khăn, mỗi lần mà đi học á, là đi rất là xa. Nên là cháu không có đi học nữa cả nhà, đi chăn bò để kiếm tiền phụ giúp cho gia đình. Cả nhà mình nhìn thấy nè, nhìn cái gương mặt của bé rất là sáng láng luôn cả nhà, đẹp trai dữ lắm. Ở trong màn ảnh nhỏ của gà lang thang thì không biết như thế nào, nhưng mà bên ngoài á, thì gà thấy bé rất là dễ thương, lễ phép. Cái món quà hôm nay á, thì gà lang thang xin phép quý ông bà, cô chú, anh chị mạnh thường quân chia sẻ tặng cho gia đình. Gia đình sống trên rừng trên núi là mấy chục năm rồi, không có cái món quà nào mà mang lên trên núi trên rừng để tặng hết. Nếu như mà có là có ở dưới làng cả nhà. Lâu lâu á thì gia đình có nhận quà ở dưới làng, nhưng mà lâu lâu mới có phải không chị? Mà chị không có đâu, chị, nhà chị đâu có hộ nghèo đâu. Chị không có nhận quà gì luôn á. Dạ. Dạ. Chị có nhận quà lúc từ mà em lên đây á, chị nhận được quà em thôi. Không, ở dưới nhà thì em, chị không có đâu, chị đâu có hộ nghèo đâu. Người ta phát những hộ nghèo không à. Dạ. Chị là vẫn có một cái ngôi nhà dưới làng phải không? Vẫn có nhà chứ mà lanh và lanh đồ là không có đâu. Cái ngôi nhà đó là chị vay tiền nhà nước là làm hết luôn á, là 30 triệu. 30 triệu rồi sau này nữa rồi cái gì thay thiếu sao rồi nghĩ là chịu vay thêm nữa. Rồi sau này chị vay thêm nữa 5 triệu là chị, riêng chị là 30 rồi họ cho 5 triệu nữa là 35 triệu. Dạ. Là cái ngôi nhà đó mình làm là mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi. Chắc dạ. 16, 17 năm rồi á. Họ sống ở dưới làng á, không có ai mướn cả nhà, lâu lâu mới có người mướn thôi. Tới mùa bắp hoặc là mùa bắp, mùa lai dưa thôi mới có. Chứ họ vậy là không có gì làm đâu. Nếu như mà mình ở dưới làng mà không có công việc làm thì mình đói luôn. Đói đó làm sao, chứ đâu có gì làm đâu. Dạ. Con ta kêu đi làm thì mình phải đi thôi mà, sợ người ta không có kêu. Đâu có gì đâu mà người ta kêu. Người ta kêu cái gì là mình làm cái đó, miễn có tiền là làm. Dạ, ta kêu gì con làm hết á. Như mùa tới mùa Đà Lạt đó là hai vợ chồng đi mà ông bệnh quá, ông đi có 50 ngày ông về. Ông đi làm lo không được, 50 ngày là ông mệt, 50 ngày ông mệt. Ừ. Con người mà nhúc khỏe mà đi làm nó mệt không kìa, không biết bệnh gì. Dạ. Mà đi tay không biết, mà đi Đà Lạt không muốn đi lo mà đi lo không được đâu. Đi có 10 ngày, 5 ngày là về à. Hay là chồng của chị bị bệnh hen suyễn? Không có luôn, chị cũng dắt đi khám hen suyễn nhưng là sợ phở á. Cũng đi luôn mà cũng có luôn, cũng không ra bệnh luôn. Dạ. Dạ. Đi khám hết rồi, đi tụi vắt, khám tụi vắt đồ hết luôn mà cũng không ra bệnh luôn. Cứ đi cũng dài không à. Chị sống ở trên núi này là nhiều hơn ở dưới làng phải không? Dạ. Cho dắt thằng nhỏ lên chăn bò nữa. Có lúc thì ông làm nghỉ thì ông chiều ông vô rạ ông ngủ chung với con mẹ con luôn. Với hai mẹ con rồi có lúc thì ông làm lâu thì ông ở nhà luôn là hai mẹ con về. Chị có hai người con cả nhà, hai người con trai. Thằng bé này là theo chị đi chăn bò nè. Dạ. Còn thằng bé lớn là theo ba đi xúc cát. Dạ. Có lúc người ta kêu hai cha con thì đi hai cha con, có lúc kêu một người thì đi mình ba. Dạ. Dạ. Hôm nay gà lang thang xin phép quý ông bà, cô chú, anh chị mạnh thường quân đã mở tấm lòng vàng giúp đỡ cho bà con nghèo ở trên núi. Con xin phép cô Ngô Thị Thanh Vân. Cô Ngô Thị Thanh Vân có gửi cho gà lang thang là 3.113.000 đồng để gửi tặng cho người nghèo. Thì con xin phép cô là gửi cái số tiền này cho gia đình chị để chị có tiền trang trải trong cuộc sống. Và chị Nguyễn Thị Diễm Thúy gửi cho gà lang thang là 500.000. chị Nguyễn Thị Thanh Nghe có gửi cho Gà Lang Thang là 800.000. Và anh Nguyễn Hòn Thiên có gửi cho Gà Lang Thang là 500.000. Và chị Liên ở Bình Dương gửi cho Gà Lang Thang là 500.000. Cô Lê Thị Hương Giang là 100.000. Và bác Nguyễn Thị Vân là 1 triệu. Cô Lê Thị Thanh Thúy là 500.000. Và cô Lê Thị Bích Liên là 500.000. Tổng số tiền là 7.513.000 đồng. Gà Lang Thang đã mua cái món quà này á, là hết 500.000. Thì vẫn còn lại là 7.013.000 đồng. Thì Gà Lang Thang xin phép quý ông bà, cô chú, anh chị, Gà Lang Thang vừa mới đọc tên á, ở trên á, thì gửi cái số tiền này là tổng số tiền là 7.513.000 đồng đến cho gia đình nha. Cảm ơn tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Thì bây giờ em gửi cái số tiền còn lại cho chị là 7.013.000 đồng nha. Đây em gửi cho chị nè. Bây giờ em đếm từng tờ cho nó rõ ràng nha. 500.000, 1 triệu, 1,5 triệu, 2 triệu, 2,5 triệu, 3 triệu, 3,5 triệu, 4 triệu, 4,5 triệu, 5 triệu, 5,5 triệu, 6 triệu, 6,5 triệu, 7 triệu, 7.013.000 đồng. Mà cái này là 7.015.000 đồng nha chị nha. Dạ, cảm ơn em. Cảm ơn rất nhiều. Bây giờ chị gửi cái lời cảm ơn đến các mạnh thường quân. Dạ. Cảm ơn các mạnh thường quân. Cảm ơn nhiều lắm. Từ ngày lên đây mà không có ai hỗ trợ như mấy cô, mấy chị, như mấy em. Cảm ơn Gà Lang Thang, cảm ơn mạnh thường quân. Hôm nay chị có quà chị vui không? Dạ chị vui, chị mừng lắm. Chị có quà chị mừng chứ. Dạ. Dạ. Chị có quà nhiều tương nhiên đầy đủ luôn. Không có tiền nữa, hồi nhỏ giờ đó có ai cho tiền vậy đâu. Từ trước tới giờ là không ai cho mình tiền nhiều vậy. Dạ. Đi mượn thì có chứ, cho mà không có đâu. Chắc cho là không có ai cho đâu, đi mượn thì có. Dạ. Dạ. Cảm ơn mạnh thường quân, cảm ơn em nha. Chị có số tiền này thì chị là sẽ làm gì? Chị mua con gà, chị nuôi để săn sắn, có trứng, có đồ để lỡ chồng chị có bệnh, có đồ chị bắt, chị bán lại, chị lo cho chồng chị. Dạ. Dạ. Chị nuôi con gà đó, nuôi bãi bạ. Cảm ơn mạnh thường quân, cảm ơn em. Cảm ơn nhiều lắm. Gà Lang Thang cũng xin thay mặt gia đình cảm ơn tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị mạnh thường quân đã mở tấm lòng vàng giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn ở trên rừng, trên núi. Chúc cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Nếu như mà cả nhà mình á, muốn lên trên núi này á, mình trải nghiệm cuộc sống của họ. Ăn lá đu đủ, mình uống nước ở dưới suối đó, mình sử dụng sinh hoạt nước ở dưới suối đó, thì hãy liên hệ với Gà Lang Thang nha. Tại vì mình lên tới nơi, mình sống trực tiếp ở trên đây á, mình trải nghiệm, mình hiểu được cuộc sống của họ hơn rất là nhiều khi mà xem qua cái màn ảnh nhỏ của Gà Lang Thang. Một lần nữa thì Gà Lang Thang cũng xin chúc cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị mạnh thường quân, và kính chúc cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị đang xem qua cái màn ảnh nhỏ của Gà Lang Thang luôn luôn thật là nhiều sức khỏe. Mình chỉ cần có sức khỏe là mình có tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Cảm ơn cả nhà thân thương rất là nhiều. Nếu như cả nhà yêu mến gà thì đừng quên bấm cho gà một like và nhớ đăng ký kênh, chia sẻ, đặc biệt là xem quảng cáo ủng hộ cho gà nha. Cảm ơn cả nhà thân thương rất là nhiều. Bây giờ gà cũng xin tạm dừng video tại đây luôn. Em chào chị nha. Dạ, chúc chào con trai. Bye bye. Bye bye.